Đà Phật. Gửi ức hàng thăm mong bác sĩ, cầu chúc ông phước chỉ được lai tăng. Cuộc thế trần nhiều đoạn khó khăn, nên lôi kéo bằng tăng vào cánh ngộ. Xuống Bạc Liêu chưa bao nhiêu độ, bỗng ruột tầm quằn quằn rất đau. Phần thương dân phổi héo rang xào, ngồi đi đứng nằm lăn lóc mãi. Cùng nhận được trần hoàng là khổ hai, dốc tầm đường không dài cho thân tâm. Diệu nhân sanh ra khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngang kiên tâm lần bước tới. Hoàn cảnh chẳng gặp hồi lai thôi, ân nhân hoài chờ đợi dần hành thông. Để đem vô trí óc với răng lòng, đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ. Cũng rất thẹn bệnh đau dò dò, tuy thuốc dùng chẳng tuyệt được cơn đau. Chớ ơn ông đâu dễ quen nào, muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp. Nếu ông có vui lòng dung nạp, tỏ dài hàng rồi đáp ân nhau. Phần phước duyên nguyện để về sau, khi thông thả đến trao lời cảm tạ. Cảm ơn ông tặng nghi thuốc Tây Phương, khâu giúp bằng tặng khúc đoạn trường. Những bệnh trầm ưu đến chẳng mạnh, nở cùng bách tính hỡi còn dương. Dương dân trong vòng cương tỏ ấy, lòng nào mà chẳng xót thương chung. Bao giờ đạo pháp ta thông đạt, quyết cứu sanh linh cảnh não nùng. Thôi cùng mang lòng nơi số phận, đợi chờ dẫn tới sẽ tuôn mây. Về trên thượng giới đền kim khuyết, tâu lại trần gian cớ sự này. Nam mô A Di Đà Phật.